Hello, chị các bạn, mình là Subi đây. Hôm nay là mình sẽ tiếp tục leo rank với nhiều mình nha các bạn ơi. Và thằng bạn mình và nhiều thằng bạn mình như các bạn đó. Hôm nay mình sẽ bắt đầu hành trình đánh đầu 200 sao của mình cho các bạn xem nha. Đó, thì mình đã là 150 sao thì các bạn ơi, mình không nhớ lắm. Nói chung là cuối video là mình sẽ các bạn xem nhá. Ok luôn. Nghe thấy tiếng chân gần đây. Đây rồi, đây rồi. Này này, vỡ đầu này, chạy đâu con sâu. Úi giời ơi, chết luôn này. Ok. À, ai chỉ cứu mà cứu. Úi giời ơi, tuổi gì luôn. Tuổi con ngăn con. Mình với nhiều mình sẽ hạ nó nha các bạn ơi. Nó chạy đang trời ấy. Ok. Okay, rồi một đứa, ok. Bơ Cuti à, ồ, Cuti đấy, nhưng không Cuti bằng nhớ mình đâu. À đâu, Cute chứ nhà Cuti là cái gì? Ai mà biết được. Ok luôn. Bây giờ mình sẽ xử nó nha các bạn ơi, nó sẽ bắn như mình thì các bạn. Trời ơi, cay thế nhở, kìa vai. Cả team mình chết rồi này các bạn ơi. Ủa, mình để ý là team mình có 3 bạn bạn nữa này các bạn ơi. Ui, 4 con gái sao này các bạn ơi, 4 bạn nữa này các bạn. Trời ơi, à, tiếp địch toàn con gái này các bạn ơi, Thu Duyên là à đúng rồi. Hình như là tiếp địch toàn con gái này các bạn. Trời ơi, gắt quá gái, gắt quá, gắt quá. Thì bây giờ là mình sẽ có để cân 4 nha các bạn ơi. Úi giời ơi, tuyệt vời luôn. Ừ, lấy là cứu hết sao vậy các bạn ơi, ở biết ngay mà trời. Nhìn kiểu như là, thế là mình đoán được ngay rồi các bạn ơi. Trời ơi, nó cứu mất rồi nè, suýt thì cân 4 rồi đấy các bạn. Kìa. Lại tăng độ khó đi các bạn ơi. Trời ơi, căng quá nhở. Không sao, các bạn đừng quên cho mình xin một like để kênh và đừng quên bấm chuông đăng ký để nhận thông báo video nha. Để mình có được lực cân 4 nha các bạn ơi. Ừ, hơi khó đó nha, không sao, mình sẽ cố gắng nha các bạn ơi. Thua không được mà thắng cũng được, có gì từ từ giải quyết đó. Nghe thử tiếng chân quanh đây, nó đâu nhở? À, đây đây đây, trời ơi. Này này, nhờ não kìa vậy. Lưỡi hải nó chém đau các bạn ơi. Trời ơi. Ui giời, nó các khi hành động này các bạn. À, sao cả khi nó đi lại bỏ nhanh thế nhở? Rén sợ. Dạo gần đây mình toàn phát cơm chó cho các bạn xem nhở. Lại còn là cơm chó X2 đó chứ. Trời ơi. Mình yêu mình với thằng bạn mình yêu thật của lói các bạn ơi. Trời ơi. Ok, lên nóc tôi nào. Ok luôn, bây giờ mình sẽ lên nóc cho các bạn ơi. Và mình sẽ tanh bao cân 4 bạn nữ với tiếp địch nha. Trời ơi, hiếm lắm mới gặp tiếp địch con toái con gái này các bạn. Ok luôn, trời ơi. Rồi phạt keo nha. Mình sẽ phạt keo từ từ nha các bạn ơi. Để cho như mình lên cái đá và mình sẽ phá hết nha các bạn. Ok kìa, cố lên em, cố lên em. Trời ơi, lao dễ mà trời. Anh đặt rất là dễ luôn á. Ok, leo đây Hường ơi. Xong rồi anh sẽ phạt keo sau, anh không phạt keo luôn đâu. Yên tâm đây. Lên 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 đi em, lên đi em. Hay quá, tuyệt vời, chúc mừng Thu Hường. Trời ơi, leo đơn giản từ nay mà em leo mách không được nhờ. Hay là do anh đặt khó quá trời. Không, anh đặt dễ mà. À, cho anh đạn lục à. Ok, cảm ơn nha. Ok luôn rồi. Mình sẽ cầm USB ở trên này bắn rỉa tiếp địch nha các bạn ơi. À, đây đây đây. Úi giời ơi. Quá sẽ bật Gono làm gì vậy? À, chết vãi. Bắn ngươi mình thì các bạn ơi, từ 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 từ. Bỏ ra cứu ngươi mình phát đã. Trời ơi. Vai nó có bắn kiểu gì ấy nhở? Ngồi như thế vẫn bắn được này các bạn. Trời ơi, không sao không sao. Có anh ở đây rồi, yên tâm đây. Được. Rồi ok, cứu đã. Trời ơi. Gắt quá, gắt quá. Ui ôi, vãi cặp đôi cái treo này các bạn ơi. Ồ. Và số 3 cái treo này, có nghiêm nhiều trên này thì yên tâm đi, anh lo cho, yên tâm không chết được đâu. Đó. Ok. Này này, ok vãi. Chết rồi. Cái gì vậy? Treo này các bạn ơi, từ từ. Không chết 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 chết, mình vẫn có thể cứu được mà các bạn, lo gì đâu. Em bỏ vào đây. Ơ chết chết chết. Ui vãi. Mình bật nhầm cơ nô rồi, bật lệch quá các bạn ơi. Tại sao không bật gần nghiêu mình nhờ? Bật sai này, trời ơi bấm nhầm. Đồ ăn hại. Mày đi. Để lấy một chỗ bên cạnh nữa mình các bạn ơi. Trời ơi, thôi sao. Nói chứ bây giờ mình sẽ tanh bo cân 4 các bạn ơi. À đâu cân 3 rồi chứ. Team địch bắn gắt thế nhờ. Trời ơi, nó giết cả team mình thì các bạn ơi. Căng quá, căng quá. Ok luôn. Bây giờ mình sẽ ra đốt báo để tanh bo nha các bạn ơi. Khoan đã, để xem bo vào đâu nha. Úi dồi ôi, bo đèn đấy nhờ. Ok, nhảy xuống đi các bạn ơi. Bây giờ mình cũng trên này có làm gì đâu. Ok luôn, xuống đây. Và mình sẽ canh bo bên dưới đây các bạn ơi, để xem anh nhảy xuống không nhá. Mình sẽ canh canh chừng nha các bạn ơi, sự nhảy xuống các bạn. Trời ơi, gắt quá, gắt quá. Không sao, mình nghĩ là mình vẫn sẽ có cơ hội thắng thôi các bạn ơi. Hy vọng là không nhảy xuống, nếu mà nhảy xuống mình sẽ bắn nó nha các bạn. Tại vì là nó nhảy xuống là nó sẽ bị khựng một xíu mà, với cả hết máu mà các bạn ơi. Thế nên là mình nghĩ là mình sẽ xử được các bạn ơi. Ok luôn rồi, chuẩn bị canh bo thôi nào. Bốn máu liệu là có đủ hay không đây? Mình nghĩ là đủ đấy. Ok, cuốn thôi nào. Trời ơi, bo đen vai. Không sao, không sao. Mình có thể xử lý được mà các bạn ơi. Ủa vãi. Chim rơi này các bạn ơi. Chim gãy cả nhà chơi. Ok. Úi dồi ôi. Khánh Hân Cooper Thu Duyên à. Chết với Subi liền. Bây giờ mình sẽ đặt treo lên trên nóc nhà để cam tiêu địch nha các bạn ơi. Ok, ok kìa, đặt lỗi quá thế này. Trời ơi. Ủa lên không vậy? Úi dồi ôi. À đây, vẫn lên được lấy các bạn ơi. À. Đi cái gì? Không phải là mình leo được đâu các bạn ơi, mà là do mình ngồi lên trên đầu của người yêu mình các bạn, thế nên là leo lên trên ấy. Chứ mà mình đặt thấp thì là sao mà lên được đây? Trời ơi, không sao, là chắc là vẫn lên được lấy các bạn ơi. Nhưng mà tụi như mình vãi, người mình ở bên dưới đấy các bạn ơi. Trời ơi. Không sao, không sao, nói chung là mình lên đây và mình sẽ gánh team nha. Ok, 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 ok. Ui ơi, gánh team kiểu gì ấy này?
Mày đừng có mồm điêu đi. Trời ơi, vãi là bạn gắt thế nhờ các bạn ơi. Trời ơi, từ bỏ rồi chắc yêu mình cứu nha. Trời ơi, việc gì cũng đến tay yêu mình các bạn ơi. Ok ok, không sao không sao. Trời ơi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ sống lại và mình sẽ hỗ trợ team mình và giành chiến thắng nha các bạn ơi. Chứ mà mình kiểu chết ngu vãi tê. Lên đấy mà để chết nhục nhã vãi tê. Đây này, nhơn hả trời. Ok luôn. Ủa, team này cả chết rồi các bạn ơi. Ờ, được luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắn cầu 4-1 luôn nha các bạn ơi. Không nhiều team địch nữa. Ok, 2-1 liền. Và mình sẽ lấy 4-1 nha các bạn. Bây giờ mình đã không biết là xuống 2-1 hay không đây. Bởi vì là mình đang sợ nó xuống cạnh mình các bạn. Bởi vì là nó bị tanh bò với các bạn ơi. Thật rất là gắt luôn. Trời ơi, từ từ. Bây giờ mình sẽ đợi bảo siêu cấp để nhặt nha các bạn. Nhặt xong xuống hầm sau nha các bạn ơi. Đây rồi, tỉnh đâu các bạn ơi, chịu nhảy lên thôi nào. Để xem có ai không nha các bạn. Ui dồi, không có ai đâu. Ok lên. Ok kìa, vai trượt chân nè. Tao lấy mày. Bỏ đi các bạn ơi. Ok, ok, chết này. Ui dồi, vãi trưởng. Bạn thì không chết rồi đấy các bạn ơi. Thôi chạy là thử sách các bạn ơi, chứ đứng lại là chết đấy. Từ từ đi lén đi các bạn ơi. Trời ơi, biết ngay mà nó xuống cạn mình đấy các bạn ơi. Úi dồi ôi, team này thông minh của các bạn. Trời ơi. Từ từ. Ok, ok, ok. Chạy. Nó bị mình ở đây không nhở? Ôi, lê. Úi dồi ôi. Ơ vay, nó bị mình ở đây này các bạn ơi. Không sao, có cơn nô yên tâm. Úi dồi ôi, nó chết chưa vậy? À, nó chết rồi các bạn ơi. Bị team bắn rồi này các bạn. Ok, nhơn hả trời. Úi dồi ôi. Bây giờ mình sẽ xuống đây tanh bo luôn nha các bạn ơi. Hy vọng là không ai dưới bên dưới này ý. Sợ vãi thề. Ok. Ok, vai trưởng. Ghét thế nhờ. Nó ngồi đầu kê mình đấy các bạn ơi. Mà mình lại không biết đi các bạn. Trời ơi. Thôi khỏi tanh bo luôn rồi. Trời ơi. Cố lên. Ui dồi, triple kill được cả. Trời hay quá. Qua được kill luôn đi bạn. Trời ơi. Để xem là bạn này sẽ bắn như thế nào nha. Liệu có được qua được kill không nha các bạn ơi. Gắt quá. Ui dồi ôi. Không thể tin nổi. Qua được kill luôn đấy các bạn ơi. Gắt nha. Trời ơi, tuyệt vời của ông bạn. Thôi thì bây giờ mình sẽ còn thắng luôn nha các bạn ơi. Không nhiều tiết địch nữa. Nãy mình có bảo rồi mà. Mình sẽ lại 4-1 nha các bạn. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ lên đây lấy vào siêu cấp ra nha các bạn ơi. Ok. Từ. Ui dồi. Ok, từ từ. Đợi tí đã. Cả thỉnh riêng vào đầu chết đấy. Ok, lên vào siêu cấp nha các bạn ơi. Ui dồi ôi, chạy luôn chị luôn. Không, mình sẽ để vào siêu cấp tí nữa dùng nha các bạn. Ok, kìa. Vai. Đây tí bảo tí nữa dùng, mình phải dùng luôn này các bạn ơi. Vừa nhận xong đã mất vào siêu cấp rồi nè. Trời ơi, trông sao là chung là không ai cho không cái gì các bạn ơi. Trời ơi, vừa lên vào siêu cấp ra lại phải dùng các bạn nhất thế nhờ. Team địch nãy giờ chơi phòng thủ các bạn ơi. Trời ơi, thì bây giờ team mình sẽ chủ động công lên nha. Đợi team địch lâu quá các bạn. Đó. Rồi nào. À đây. Úi giời ơi, trời ơi, bắn tên màu vàng thế này. Trời ơi, không có kill như luôn thế này. Trời. Nãy giờ mình ít kill vãi. Ơ kìa. Úi giời ơi, không sao. Ủa, có hiệu ứng gì bên dưới cái thanh EB các bạn ơi. Mới hả trời. Ok luôn. Này, chết lại chạy đâu cho thoát. Ơ kìa. Tên màu vàng thế nhở. Đéo hiểu kiểu gì. Không sao. Chung là rỉa được tính báo là được rồi. Thì bây giờ là mình sẽ tìm bọn nó để giết nó nha các bạn ơi. Đuổi theo nó luôn nha. Chạy đâu. À đây rồi. Ok, đuổi theo nó nào. Mình đã sợ nó kiểu la bắn mình các bạn ơi. Khá sợ đấy. À đây, nó không biết mình đi đằng này này các bạn ơi. Nhơn hả trời. Ok luôn. Này. Từ từ, bình tĩnh. Ai à, sắt gun nữa là chết này. Ok luôn. Và mình đã giành thắng rồi các bạn ơi. Úi giời ơi, bất ngờ gặp tên địch full gái. Nhưng mà mình không có kiểu nhường hay là chấp gì cả các bạn ơi. Bởi vì là gái và trai đều như nhau mà các bạn đó. Ok, chắc bây giờ là mình sẽ dừng video nha. Và nếu đâu mình cho xin một like kênh nhá. Và đừng quên bấm chuông đăng ký để nhớ tham gia video các bạn. Ui dồi ôi, 6 kill thôi sao ít thế nhờ. Hẹn gặp lại các video theo nha. Bye bye.